Thì tôi đi. Nè, đừng có nói với tôi là đi họp nha. Chính xác. Cái gì? Giờ này mà còn đi họp. Chứ không phải. Không phải muốn đi vô đó gặp mấy cô nhà móng đỏ đó, đúng không? Cái gì vậy? Ông đừng có chối, đừng có cho biết à. Tôi biết hết trơn. Ông đừng có chối. Bye.
Ông sợ nghe trước mặt tôi đâu phải thằng điên mà làm tan nát một gia đình. Nếu bà không tin thì muốn khóc tình tình theo dõi suốt đêm.